Toàn chức pháp sư, tác giả, Loạn, dịch truyện và edit video, Đạt Lê View, giọng đọc, Ban Mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phía trước chính là một đội quân khô lâu có đội hình rõ ràng, rất có thể có sinh vật cấp chiến tướng đang chỉ huy. Cả một vùng xung quanh Mạc Phàm đều bị cắm chi chít những mũi tên bằng xương. Có thể nhìn số lượng mà đoán biết vừa rồi mưa tên nó khốc liệt như thế nào. Phía xa kia, đám khô lâu với số lượng dày đặc cực kỳ. Nếu so sánh với sinh vật cấp chiến tướng, thì mức độ uy hiếp cao hơn nhiều. Huyền xà khải giáp cũng có mức chịu đựng giới hạn. Nếu như lại một lần công kích nữa, e rằng sẽ tan xương nát thịt. Chúng ta cần phải tiêu diệt chúng nó. Một hơi giết sạch nào Tiểu Viêm Cơ, phụ thể, Mạc Phàm nhìn Tiểu Viêm Cơ nói. Tiểu Viêm Cơ lúc này cũng đã dần hồi phục được chút rồi, nghe lời Mạc Phàm nói, hỏa diễm bắt đầu bao trùm khắp trên người Mạc Phàm. Một thân màu xanh lân khải, tà giật, dã tính, đã bốc cháy lên màu nâu kiếp viêm, đem toàn bộ huyền xà khải giáp biến thành một mảnh yêu dị chi hồng. Mân viêm, kiếp viêm, vẫn quyền, cửu giao, cả người hiện ra yêu sắc thanh hồng, Mạc Phàm hung hăng một quyền, thẳng tắp hướng về phía những binh đoàn khô lâu kia mà đánh tới. Cửu giao bay lượn, bao phủ một vùng rộng lớn bằng sức mạnh kinh khủng hỏa diễm. Để rồi sau đó binh đoàn khô lâu kia trở về với cát bụi. Vẫn quyền cửu giao trong trạng thái này có thể so sánh như sức mạnh cấp cao giai, đừng nói là nô bộc cấp bộ yếu đuối, thân thể khó có thể chống đỡ loại sức nóng uy lực này, mà là vong linh cấp chiến tướng nếu ở trong hỏa giao lúc đó, cũng biến thành một đống bột phấn. Tàn phách màu xanh nhạt khắp nơi bay về phía Mạc Phàm, cuối cùng toàn bộ được hút vào bởi tiểu nê thu. 39. Thật là tốt quá. Mạc Phàm đã cường hóa 39 viên tinh tử lôi hệ, tất cả đều thu nhận được từ việc giết chết đám vong linh. Gào, gào, gào. Một toán binh khô lâu lại đến. Mạc Phàm có chút run rẩy, hắn cũng không nhớ rõ mình đã dùng sức mạnh của hỏa diễm bao nhiêu lần rồi nữa. Đổi lại là trước đây, ma năng của hỏa hệ đã sớm cạn kiệt. Mặc dù giết nhiều vong linh như vậy, nhưng toàn bộ vong linh, khô lâu cũng không chút gì giảm đi. Phía xa xa kia, bọn chúng đang chuẩn bị đội hình tấn công. Lần này, chúng đang từ từ áp sát, có khoảng 50-60 con cầm cốt cầu. Chúng nó sử dụng cách tấn công chính là dùng tay nắm lấy những sợi xích và ném cốt cầu hướng vào phía mục tiêu. Hít vào một hơi thật sâu, Mạc liền nắm đấm lại, trên tay toát ra hỏa khí. Nào đến đây, Mạc Phàm tức thời chạy di chuyển qua những con khô lâu cầm đao. Lập tức nhận ra Mạc Phàm đang di chuyển qua, chúng nó thi nhau chém xuống. Di chuyển, né tránh, Mạc Phàm phải giữ khoảng cách thật tốt. Mặc dù huyền xà khải giáp có thể chống đỡ được, nhưng lúc này, trận chiến còn dài càng nên tránh được bao nhiêu thì tốt. Ảnh phân thân, Mạc Phàm đồng thời phân hóa ra một cái bóng thế mạng điều hướng, tới đám khô lâu đao phủ kia, còn chính mình thì né ra một khoảng cách xa xa. Bọn khô lâu không có trí tuệ, thấy cái ảnh phân thân của Mạc Phàm thì liền hăng máu chém tới. Cả bọn khô lâu thiết cầu cũng thấy thế là lũ lượt xông tới mà chém, chúng nó công kính điện loạn tới mức chỗ đó bùng nổ chấn động. Mạc Phàm lúc này mới dần dần thoát khỏi ám ảnh hệ. Hắn nhìn về phía đó mà tỏ ra khuôn mặt đần thối ra, nếu cái bóng đó là mình thì không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa. Được rồi, Tiểu Viêm Cơ, chúng răng một mẻ lưới bắt hết nào. Tiểu Viêm Cơ phụ thể Mạc Phàm tâm ý tương thông, ban tặng Mạc Phàm có thể tùy ý thay đổi hỏa diễm hình thái năng lực. Viêm kiếm. Mạc Phàm cấp tốc ngưng tụ, thình lình hóa thành một thanh viêm kiếm dài tầm 10 mét. Thân kiếm toàn bộ do hỏa diễm tạo thành, mà là mân viêm đỏ như máu sắc, tỏa ra ánh lửa chói mắt. Trên thân kiếm còn có một đạo hỏa văn, hiện ra chính là hạt màu đỏ, chính là kiếp viêm hỏa văn đem mân viêm biến hóa thành kiếm. Viêm kiếm, chảm, Mạc Phàm hét ra âm thanh uy lực, thanh viêm kiếm hướng về đám khô lâu đang bị ảo ảnh Mạc Phàm thu hút. Viêm kiếm thô bạo uy vũ chém xuống. Trên mặt đất thình lình xuất hiện một vệt dài hỏa diễm, tất cả vong linh trên quỹ đạo của hỏa viêm đều bay xác. Thật mạnh, sức mạnh thật tuyệt vời. Trước gương đồng, trưởng lão Lăng Khê trầm trồ nói phá vỡ không gian tĩnh mịch. Nếu không phải vì thảm họa này, cậu ta sẽ là một thí sinh xuất sắc trong học phủ chi tranh, thật đáng tiếc. Mạc Phàm một mình tính đến thời điểm này đã giết chết hơn 2.000 đầu vong linh. So với sức mạnh này là vượt hơn người thường rất rất nhiều. Mặc dù hắn mạnh, nhưng rồi cũng chết thôi. Tả Phong nhìn xuống mảnh tử môn, rất rất nhiều vong linh đang vây quanh Mạc Phàm. Còn Mạc Phàm thì một mình, như một chiếc thuyền độc mộc lênh đênh trên biển. Ít nhất là bây giờ cậu ấy vẫn còn sống. Yêu Nam nói phản bác những lời Tả Phong vừa nói. Ta đi lên xem tình hình. Mọi người cứ tiếp tục. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Liệt Vương nói rồi bay vào trong làn mưa. Bạo liệt. Một lần nữa, hỏa vũ bốn phương tám hướng vọt tới.
tầng tầng lớp lớp nổ tung, nổ tan xác bọn khô lâu kia. Đầu lâu, cánh tay, từng khúc xương bay lung tung, cuối cùng toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. 47. 48. Tàn phách liên tục bay tới, tiểu cá trạch có thể biết chủ nhân đang gặp tử cảnh. Vì lẽ đó nó càng thêm ra sức hút những tàn phách kia để hóa thành tinh phách, lấy nguyên liệu cho Mạc Phàm cường hóa tinh tử. Hấp thụ một lần nữa, lại một lần nữa. Mạc Phàm giờ đây đứng trên núi Hải Cốt, vong linh. Hỏa diễm, liệt diễm bao trùm trên hai tay, chỉ một mình Mạc Phàm đứng đây, vô hình chung là miếng mồi ngon béo bở cho vong linh. Chúng hết tốp này qua tốp khác kéo đến đều bị hỏa khí của Mạc Phàm đốt sạch. Tuy có tiểu viêm cơ phụ thể Mạc Phàm, công thêm vừa lên cao giai, nhưng nguồn ma năng hỏa diễm đã có chút hiện tượng cung không đủ cầu. Đây là nỗi lo vô cùng lớn ngay lúc này, cạn ma năng đồng nghĩa với chết. Giờ đây Mạc Phàm cần những sức mạnh khác, hắn bây giờ chỉ có thể dựa dẫm chính là lôi hệ. Lần trước đã giết được khoảng 2.000 con vong linh. Đến hiện tại giết ra một núi vong linh, cơ số đã gần 4.000, tinh tử lôi hệ có thể đủ để cường hóa lên rồi. Còn thiếu một viên, chỉ còn đúng một viên. Giết, giết, giết. Mạc Phàm không biết mình lúc nào sẽ sức cùng lực kiệt, trong mắt hắn cũng chỉ có giết chóc, nếu như vong linh chảy máu, nơi đây đã chảy thành sông. Tinh thần cường độ cao tập trung, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm. Hắc giáo đình cũng được, cổ lão vương cũng được, bộ xương quân đoàn cũng được, hắn kiên quyết sẽ không để chúng nắm trong tay quyền sát sinh. Đừng mong ta buông tay chịu chết. Lại một lần nữa, hỏa kiếm, mân viên, cửu dao một lần nữa lại bùng nổ. Thiêu đốt hết đoàn vong linh này đến đoàn vong linh khác. Tách, tách, tách. 49. Rốt cục một viên tinh phách cuối cùng đã được tiểu nê thu ngưng luyện mà thành. 49 viên lôi hệ tinh tử toàn bộ tỏa ra ánh sáng màu tím diễm lệ. Hoa Mỹ, Mạc Phàm ở trong thế giới tinh thần đang nối liền các 49 viên tinh tử lại với nhau. Mạc Phàm tuyệt không nghĩ tới chính mình trong thời gian ngắn, như vậy đã liên tục cường hóa hai pháp thuật cấp trung, càng không nghĩ đến mình đã giết hơn 4.000 con vong linh rồi. Lôi điện bên ngoài, thình lình hình thành một cái điện man múa tung trường lực, phàm là tới gần song tiễn bộ xương toàn bộ đều không thể động đậy. Phích lịch, tinh đồ trong chớp mắt đã hoàn thành. Lôi ấn xung quanh mạch Phàm tỏa ra. Điện tai. Lôi điện giáng xuống, ở trên mặt đất nổ tung muôn ngàn dòng điện lưu, phích lịch dạ xoa, một khi oanh kích đến mục tiêu, thì sẽ sản sinh một luồng sức mạnh khổng lồ để vật thể nát tan, sinh mệnh tan vỡ, ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Lôi điện có hướng lan truyền, một khi chạm này con, thì sẽ dẫn điện sang bộ xương khác trực tiếp kích đâm thủng thân thể. Phích lịch, điện tai kéo dài thời gian cũng không lâu lắm, từng bộ, những bộ xương vỡ vụn trên mặt đất, để lại một vùng bột cốt trắng. 5.000 con, còn có hơn 5.000 con. Rất lâu sau một hồi chém giết, Mạc Phàm đã giết nhiều lắm rồi, dưới chân hắn cốt hài thình lình nổi lên, đã biến thành một cái gò núi trồng chất bởi vong linh. Hiệp hội pháp thuật. Một đôi hỏa diễm cánh loạn choạng từ đằng xa bay trở về Trung Lâu. Đó là Trúc Mông. Ông ấy vừa hạ cánh xuống sảnh Trung Lâu, Tả Phong và Yêu Nam nhìn thấy, vội vội vàng vàng đi tới đỡ ông ấy dậy. Trúc Mông nghị viên, ngài vẫn ổn chứ? Tả Phong hỏi đầy hoảng hốt. Chúng tôi đã thất bại. Trúc Mông ánh mắt âm u, âm thanh đều mang theo vài phần bi quan nói. Sao cơ? Sơn Phong chi thi, chúng ta đánh không lại nó sao? Tả Phong liếc mắt nhìn xa xa thở dài. Nào nào, Trúc Mông. Hãy cứ từ từ nói, Yêu Nam nói an ủi và đỡ Trúc Mông vào trong nghỉ ngơi. Bọn họ, thế nào rồi? Trúc Mông hỏi đầy lo lắng. Hiện tại Trúc Mông quan tâm nhất chính là nhóm người Mạc Phàm. Chính ngài tự xem đi, Tả Phong vừa đỡ Trúc Mông vừa chậm rãi nói. Ta có thể nhìn thấy tình hình bọn họ sao? Trúc Mông tỏ ra vẻ ngờ vực, hay là bọn họ đều đã chết hoặc bị thương cả rồi, nên mới có thể trực tiếp xem được. Trúc Mông được Yêu Nam và Tả Phong đưa đến một gian phòng. Đây là một cái gương đồng. À, mà thôi, ta sẽ giải thích sau. Ngài cứ xem đi đã. Yêu Nam định giải thích nhưng lại thôi. Trúc Mông, ông ổn chứ? Thấy Trúc Mông vào, người thần bí hỏi thăm qua tình hình và đem chiếc gương đồng đến. Thấy Trúc Mông bị thương khá nặng, trưởng lão Lăng Khê nói, hội trưởng Hàn Tịch, xin hãy trị thương cho ông ấy trước, vết thương của tôi không đáng kể. Thấy vậy Trúc Mông xua tay, ta không sao, nghỉ ngơi tí là vết thương sẽ ổn cả thôi, Trúc Mông nói, và bắt đầu nhìn vào gương đồng. Vừa cầm chiếc gương đồng lên, hình ảnh bên trong làm Trúc Mông tỏ ra vài phần khiếp sợ. Những thứ này, đều là hắn giết, lời nói run run Trúc Mông thốt lên. Chuyện này, bọn họ đi nhầm vào tử môn, Yêu Nam giải thích, một mình hắn. Giết nhiều như vậy ư? Hài cốt khắp nơi, xung quanh vương vãi thi thể, hài cốt không biết là bao nhiêu. Đầu lâu, bộ xương tứ chi, bộ xương thân thể, xương sườn, xương ngực, xương đùi, xương ngón chân, ngạc cốt, chúng ngổn ngang chồng ở cùng nhau, thình lình tạo thành một ngọn cốt sơn,
Sâm Bạch đáng sợ. Mạc Phàm đứng ở trên đỉnh cốt núi, Huyền Xà Khải Giáp lúc này cũng đã bị phá hủy gần như không còn gì. Vẫn là nơi đó, Mạc Phàm thở gấp, trên đầu hắn đã có những giọt máu chảy xuống khuôn mặt, hắn mệt vì phải gồng mình lên chiến đấu. Nhưng, trên bàn tay của hắn vẫn hiện lên hỏa diễm đang thiêu đốt, vô số khô lâu trèo lên cốt sơn đều bị Mạc Phàm dùng hỏa diễm đốt thành tro bụi. Hắn dẫm trên hàng nghìn bộ hài cốt như chúa tể muôn loài. Ai nấy đều cho rằng Mạc Phàm khí số đã hết, nhưng là khi bọn họ nhìn dưới chân hắn dẫm chính là một núi cốt sơn to lớn thì con mắt cũng bắt đầu ướt át. Chàng trai này thật là bất khuất, anh dũng. Điều đó, những pháp sư lão làng ở đây thì mấy ai sánh được. Đùng, cốt sơn lay động. Đùng, đùng, lại thêm một lần rung động dữ dội hơn. Phía trước là một bộ xương cao 50 mét. Nó đang tới, cuối cùng con cốt thần vẫn không nhẫn nại được, hắn bước về phía Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm nhảy lên đỉnh cao nhất của ngọn cốt sơn. Đôi mắt cốt thần sáng lên, miệng nó phì phò nhìn thẳng phía Mạc Phàm. Tên nhân loại bé nhỏ. Mạc Phàm đứng trên đó, hắn lấy tay lau đi những giọt máu trên trán. Nói vọng lại, tên kia, ngươi hãy ngẩng cao đầu lên mà nhìn lão tử. Âm thanh vang vọng, Mạc Phàm hét như một con dã thú. Hắn dùng những ma năng cuối cùng trong cơ thể, hai tay nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ nhảy về hướng con huyết khô cốt thần. Vẫn quyền, cửu giao, ầm ầm ầm. Mạc Phàm nhảy lên một cái, đem cú đấm đánh tới huyết sắc cốt thần. Vẫn quyền cửu giao uy lực cũng không nhỏ, trực tiếp đẩy lùi con huyết sắc cốt thần này xô ra khoảng cách rất xa. Đánh xong quyền này thì Mạc Phàm đã sức cùng lực kiệt, không có điểm tựa, hắn trực tiếp rơi xuống đất. Thân thể Mạc Phàm ngửa lên trời, tứ chi bất động. Vì quá mệt mỏi nên giờ đây Mạc Phàm cũng không thể tự mình đứng lên nổi nữa. Ầm ầm ầm. Con huyết sắc cốt thần kia cũng ngã xuống, nó bắn lên vô số xương trắng. Rất nhiều mảnh xương đã vùi lấp lên cơ thể Mạc Phàm. Lúc này trời đất tối sầm lại, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Bình, bịch, bình, bịch, bình bịch. Hỏa hệ trong tinh hà khô héo, lôi hệ tinh vân khô héo, triệu hoán hệ tinh vân khô héo, ám ảnh hệ tinh vân khô héo. Tất cả tinh vân đều đã khô héo. Mình chết rồi sao? Thế giới tinh thần đen kịt một màu, ánh sáng tinh vân không còn nữa, tất cả chìm trong sự tĩnh mịch. Mạc Phàm không thích cảnh tượng như vậy, hắn lững lờ trôi, hắn muốn tìm kiếm một ánh sáng nhỏ nhoi cũng được, chỉ cần không phải không gian tối tăm tĩnh mịch này. Hắn trôi giạt rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng. Ánh sáng màu bạc yếu ớt, nhưng lại vô cùng thần bí. Mạc Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ánh sáng này, liền hướng về bay tới. Ánh sáng đó có vẻ rất xa, nhưng Mạc Phàm không có từ bỏ. Hắn truy đuổi, truy đuổi. Mạc Phàm dùng tay bắt nó né tránh. Thấy vậy, Mạc Phàm ngồi xuống tĩnh tâm, bước vào trạng thái minh tu. Từ từ ánh sáng màu bạc dần bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa tay ra. Khi ánh sáng nhỏ màu bạc đụng vào Mạc Phàm, trong nháy mắt, Mạc Phàm cảm giác mình bỗng nhiên mọi thứ trở lại như cũ. Hỏa hệ trong tinh hà, lôi hệ tinh vân, triệu hoán hệ tinh vân, ám ảnh hệ tinh tất cả một lần nữa lại đang sáng rực trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác mình trở lại rất nhiều năm trước, cái cảm giác khi đưa tay lên quả cầu thức tỉnh. Cảm giác này, thức tỉnh, mình tự thức tỉnh rồi sao? Mạc Phàm cười khổ. Hắn không hiểu ông trời là đang nghĩ như thế nào. Ở cái lúc sắp lìa đời thì lại cho thức tỉnh. Mạc Phàm biết giờ thức tỉnh thì sẽ không có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng muốn xem thử mình thức tỉnh được hệ gì. Hệ thứ 5 là ánh sáng màu bạc, không gian hệ rồi này. Còn hệ thứ 6? Hệ thứ 6 là gì? Màu huyết mực. Mạc Phàm có thể phân biệt các hệ dựa trên màu sắc tinh hà, nhưng hắn cũng chưa từng thấy màu huyết mực này. Trong các tài liệu cũng không có gì. Thứ màu đó thật quỷ dị. Thình thịch, thình thịch. Sau khi tinh hà màu huyết mực xuất hiện, trái tim bắt đầu kịch liệt đập lên, tần suất không cao, nhưng mỗi một lần đập đều cảm giác tràn ngập sức sống. Một loại cảm giác quen thuộc ùa tới. Là bạo, là cuồng, là muốn tê thiên liệt địa. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi Đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.